Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ bảy, ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Hiệu quả từ chương trình giao rừng cho cộng đồng. Công ty điện lực Quảng Bình tăng cường xử lý hành vi vi phạm về sử dụng điện. Trước tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã và đang phối hợp với các ngành địa phương để chủ động triển khai các giải pháp cho công tác phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy gây ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ cháy làm bị thương 2 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,7 tỷ đồng và trên 120 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy là do việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy ở một số địa phương đơn vị chưa nghiêm. Các trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ chưa được coi trọng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu và yếu, hoạt động chưa hiệu quả. Trong thời gian qua, để nhằm kiềm chế các vụ cháy nổ xảy ra, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tiến hành kiểm tra 1.825 lượt cơ sở. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra 20 cơ sở trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, đơn vị đã tiến hành lập 21 biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với 19 trường hợp, tổng số tiền phạt là 13,6 triệu đồng. Phạt cảnh cáo 2 trường hợp. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sẽ chủ động phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cảnh báo các nguy cơ cháy, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong việc sử dụng lửa điện, đồng thời hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, mở đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm về cháy nổ như chợ, siêu thị, đại lý, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, các khu tập trung đông dân cư để phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót dẫn đến cháy, ra soát chỉnh lý các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý cháy nổ lớn, tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, chủ động thành lập các đoàn kiểm tra do lãnh đạo các đơn vị làm trưởng đoàn đi kiểm tra nắm tình hình, triển khai công tác tại các địa phương trọng điểm trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất và an ninh trật tự. Đó cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội. Chính vì vậy, mỗi một người dân hãy nêu cao ý thức và trách nhiệm của mình để có những hành động thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn chặn tai nạn cháy nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại về tính mạng và tài sản cho mọi người, mọi gia đình, cả cơ sở. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuyên Hóa vừa khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát điều tra cộng đồng năm 2014. Lớp tập huấn có 66 học viên là cán bộ mặt trận của 20 xã thị trấn trong toàn huyện. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề, một số quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, pháp lệnh thực hiện dân chủ xã phường thị trấn, một số nội dung cơ bản của luật khiếu nại tố cáo, những nội dung liên quan đến hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng và một số điểm mới trong quyết định 217/218. Đây là nội dung được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tập huấn hàng năm nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác, rèn luyện kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2014, ngày 3 tháng 10, Hội nông dân xã Lộc Ninh phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm cho 30 hội viên nông dân là các chủ trang trại, gia trại trên địa bàn. Thông qua lớp tập huấn, các hội viên đã được truyền đạt những tiến bộ kỹ thuật mới về chăn nuôi lợn, vỗ bẻ bò, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, gà con nuôi thịt theo phương thức tập trung công nghiệp, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương như cách phát hiện dịch bệnh trên vật nuôi, biện pháp vệ sinh chuồng trại, kỹ thuật tiêm vaccine phòng bệnh. Ngoài ra, học viên còn được đi tham quan thực tế một số mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại có hiệu quả. Hưởng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch đã tổ chức thành công hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi cấp huyện được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch tổ chức với sự tham gia của 140 thí sinh là những chi hội trưởng hội phụ nữ cơ sở đến từ 28 đội thi. Mỗi đội thi phải trải qua 3 phần thi bao gồm màn chào hỏi, xử lý tình huống và phần thi tài năng.
Hội thi là sân chơi bổ ích và là diễn đàn cho các chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở trao đổi kinh nghiệm, để từ đó học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành và quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Ngày 3 tháng 10, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng trường mầm non xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đầu năm 2013, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đã khởi công xây dựng trường mầm non, ngôi trường có kết cấu 2 tầng với 5 phòng học, 1 phòng họp và 1 phòng hiệu bộ. Với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách xã 2 tỷ đồng. Qua hơn 18 tháng thi công, ngôi trường đã được xây dựng hoàn thành. Việc đưa ngôi trường vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô và trò trường mầm non xã Quảng Xuân yên tâm dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quảng Trạch nói chung và xã Quảng Xuân nói riêng. Đây cũng là điều kiện để xã Quảng Xuân đạt được tiêu chí trường học trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, cả thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tuần này sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Hiệu quả từ chương trình giao rừng cho cộng đồng. Công ty điện lực Quảng Bình tăng cường xử lý hành vi vi phạm về sử dụng điện. Gần 3 năm qua, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã giao hơn 5.200 hecta rừng cho cộng đồng dân cư ở các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh. Ngay sau khi được giao rừng, người dân đã cùng với chính quyền địa phương thành lập ban quản lý rừng cộng đồng nhằm thực hiện các đợt tuần tra rừng theo định kỳ mỗi tuần 2 lần, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép. Đồng thời cả chủ rừng sẽ được hưởng những lợi ích khi tham gia quản lý bảo vệ rừng, đó là được trồng xen các loài cây dưới tán rừng, khai thác lâm sản để giải quyết nhu cầu gia dụng, được khai thác khi rừng đạt các tiêu chuẩn quy định và được hưởng từ 75 đến 85% giá trị lâm sản, đồng thời được nhà nước hỗ trợ kinh phí để trồng rừng. Được biết từ nay đến cuối năm 2015, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình sẽ giao gần 7.000 hecta rừng cho cộng đồng dân cư tại 13 xã thuộc vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Những năm trở lại đây, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng gia trại ở huyện Bố Trạch đã có bước phát triển mạnh. Trong đó nhiều mô hình đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Hiện toàn huyện Bố Trạch có hơn 70 gia trại, bình quân cả gia trại cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. Kinh tế gia trại ở Bố Trạch đã góp phần cải thiện đời sống và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô lớn, huyện Bố Trạch đã và đang có nhiều chính sách khuyến khích như tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi được tiếp cận với nguồn vốn vay, tổ chức tập huấn cho các hộ chăn nuôi về khoa học kỹ thuật, cả quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Tiêu chí về thủy lợi được xem là một trong những tiêu chí quan trọng có phần phát triển nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, đây lại là một tiêu chí khó thực hiện đối với xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Hiện tại để phục vụ cho việc tưới tiêu, xã Tiến Hóa đã thi công nối tuyến canh mương cấp 1 tại thôn Tân Thủy với tổng số vốn gần 1 tỷ đồng, tu sửa đập Đông Thơ với kinh phí gần 70 triệu đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện có 40 km canh mương nội đồng,
thì mới chỉ có 15,5 km kênh mương được bê tông dẫn nước phục vụ tưới tiêu, còn 24,5 km hệ thống kênh mương nội đồng chưa được bê tông hóa. Việc hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, trong khi chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tiến Hòa còn rất nhiều tiêu chí, nội dung hạng mục cần phải đầu tư. Vì vậy, để từng bước hoàn thành tiêu chí này, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt việc quản lý điều tiết nguồn nước ở các công trình thủy lợi trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ công trình, tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí đào đắp, nạo vét kênh mương nhằm phục vụ tốt công tác tưới tiêu trong sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực nói chung, cũng như tình hình vi phạm sử dụng điện nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Nạn trộm móc, trộm cắp điện diễn ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu ở khu vực lưới điện hạ áp nông thôn. Để ngăn ngừa tình trạng trên, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hiện trường của một vụ câu móc trực tiếp lưới điện trần tại xã Cử Nẫm, huyện Bố Trạch, vừa được Công ty Điện lực Quảng Bình phối hợp với Điện lực huyện Bố Trạch và các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm về việc câu móc điện trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong năm 2013, Công ty Điện lực Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 150 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có trên 130 vụ trộm cắp điện và gần 20 vụ vi phạm hợp đồng mua bán điện. Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2014, con số vi phạm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã lên đến trên 270 vụ, tăng gần gấp đôi so với năm 2013 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, ngày có, kiểm tra đêm có, và đặc biệt trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tổ chức được một cuộc kiểm tra tương đối lớn ở trên địa bàn của xã Hưng Trạch, Cử Nẫm và Phú Đình, và cũng đã phát hiện được và xử lý khá nhiều cái vụ ăn cắp điện trong cái đêm mà triển khai kiểm tra sử dụng điện. Có thể thấy rằng hành vi câu móc điện trái phép đang được một số đối tượng thực hiện một cách rất tinh vi với những thủ đoạn chính như lựa chọn thời điểm trời chập tối nhằm qua mặt các lực lượng chức năng, câu móc trực tiếp trên lưới điện để sử dụng điện không qua công tơ và ngụy trang vào những cây cao, phá nêm chi, phá cầu áp công tơ điện, thay đổi sơ đồ đầu dây làm công tơ không hoạt động hoặc hoạt động sai để làm lợi cho người sử dụng điện. Thực trạng này là rất đáng lo ngại, bởi vậy nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời có thể dẫn đến lây lan trên diện rộng, gây thất thoát lớn cho ngành điện và nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất lớn. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh thì Công ty Điện lực Quảng Bình đang gặp phải một số cái khó khăn vướng mắc như sau. Thứ nhất là trong những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Bình thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ nông thôn với khối lượng rất là lớn, số lượng khách hàng thì tăng lên đột biến. Đa số hệ thống đường dây hạ nông thôn sau khi tiếp nhận vận hành đã lâu, chất lượng xuống cấp nghiêm trọng, chủ yếu là hệ thống đường dây trần đi trong vườn nhà dân, trong rừng cây không đảm bảo khoảng cách an toàn, cho nên cái việc kiểm soát các trường hợp câu móc điện rất là khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là đa số các địa phương vẫn chưa nhiệt tình, chưa quan tâm đến cái công tác này, cho nên cái số vụ được xử phạt vi phạm hành chính còn rất là ít, cho nên hiệu quả răn đe phòng ngừa đối với các trường hợp vi phạm sử dụng điện đang còn rất là thấp. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã triển khai những biện pháp cụ thể như phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng điện tại các khu vực trọng điểm thường xảy ra các tình trạng câu móc lưới điện. Giao kế hoạch kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm sử dụng điện cho các điện lực trực thuộc, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các vụ vi phạm về sử dụng điện. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên đảm nhận công tác kiểm tra sử dụng điện để có thể đáp ứng tốt với nhu cầu công việc, đồng thời tiến hành tuyên truyền phổ biến đến khách hàng về luật điện lực, các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về sử dụng điện. Bản thân tôi, gia đình tôi sau đây có thể tôi phải là giáo dục tuyên truyền để cho người dân, mọi người ý thức, người dân ý thức là phải tuyên truyền và giáo dục là không để lãng phí điện, mà không để mà tình trạng xảy ra để mà là mất thoát điện và là câu điện trộm. Công ty Điện lực Quảng Bình hiện đang quản lý trên 4.400 km đường dây điện
với lượng quản lý trên đường dây lớn, lượng khách hàng đông. Vì thế nên hiện nay, công ty điện lực Quảng Bình đang triển khai những phương án cụ thể để vừa làm tốt công tác sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trên hành lang lưới điện. Trước cái tình trạng này thì lãnh đạo công ty cũng đã chỉ đạo giáo diết các đơn vị tăng cường hơn nữa cái tần suất kiểm tra tại các khu vực. Đồng thời, xin ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra cái chỉ thị 1061 ngày 27 tháng 8 năm 2014 để chỉ đạo các địa phương cũng như là các cơ quan chức năng ở trên địa bàn là phối hợp với ngành điện để tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện. Đồng thời là khi có các cái trường hợp này xảy ra thì phối hợp với ngành điện và xử phạt theo đúng thì tinh thần của chỉ thị của chính phủ về các điều xử phạt vi phạm sử dụng điện trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Với sự vào cuộc quyết liệt của công ty điện lực Quảng Bình trong việc đảm bảo an toàn trên hành lang lưới điện, tin tưởng rằng tình trạng vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất trong thời gian tới. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều nay mùng 4 tháng 10, khu vực miền núi mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.